Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, vừa qua Ban tổ chức lễ hội Hoa Lư Ninh Bình năm 2023 tổ chức nghi lễ rước nước tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Nghi lễ rước nước được khởi hành từ đền vua Đinh Tiên Hoàng, tiến về phía bến sông Hoàng Long, lấy nước rước về đền, đưa vào nội cung để bao sái tượng thờ và thần vị, dâng lên bàn thờ vua. Tục rước nước trong lễ hội Hoa Lư đã có từ hơn 1.000 năm nay. Đây là nghi thức đặc biệt ý nghĩa, gợi nhớ đến tích rồng vàng xuất hiện trên sông Hoàng Long, đưa Đinh Bộ Lĩnh qua sông cứu vua thuở sinh thời. Sau khi lên ngôi hoàng đế, nhớ ân nghĩa rồng vàng, hàng năm vua Đinh xin rước nước từ dòng sông linh thiêng này về tế ở Thái Miếu, với mong muốn đem lại sự thái bình cho muôn dân. Ngày nay, lễ rước nước được tổ chức hàng năm, biểu hiện một mối quan hệ mật thiết hữu cơ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của cả nhân dân. Vừa qua, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Văn hóa biển đảo Việt Nam, giá trị truyền thống và khát vọng phát triển bền vững. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ nhiều vấn đề nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa biển đảo, làm nền tảng tạo động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá vai trò tầm quan trọng của các giá trị truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển đảo trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và truyền thống văn hóa biển của Việt Nam ra thế giới. Hội thảo nhận được những đề xuất kiến nghị thể hiện tầm nhìn xa đối với Đảng và Nhà nước về những giải pháp phát huy giá trị văn hóa biển đảo gắn với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu và hợp tác văn hóa biển trên toàn cầu hiện nay. Tại tỉnh Thái Nguyên, các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã mang lại hiệu quả và góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các hộ gia đình, giúp người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Với tình huống giả định là tại một kho chứa đồ nhựa bìa các tông bị cháy do chập điện, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Tổ Liên gia An toàn Phòng cháy, Chữa cháy số 1, Tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được tổ chức theo phương châm 4 tại chỗ cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công và được đơn vị chuyên môn đánh giá cao. Lực lượng tại chỗ của phòng cháy cháy của Tổ Liên gia An toàn Phòng cháy cháy đã kịp thời xử lý các cái tình huống và theo yêu cầu đặt ra, đảm bảo phương châm là 4 tại chỗ, lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, vật tư hậu cần ở trong dân, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ Liên gia của Tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm chúng tôi lại được chọn làm mô hình điểm. Tức là chúng tôi rất bà con rất phấn khởi và đây cũng như là một cái tập luyện, nhỡ không may mà xảy ra cháy thì là không còn bỡ ngỡ và có thể là vào dập tắt được đám cháy ngay. Thông qua buổi diễn tập đã giúp cho các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố, đồng thời tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó và công tác phối hợp kịp thời với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp, qua đó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có tình huống xảy ra. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.